Baby. Uầy, hello mọi người nhá. Chào, chào buổi tối mọi người nhá. Hôm nay cái kênh này lập ra là để cho mọi người chúc anh Nam mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, những cái điều mà mình đặc chưa biệt nói được là trong có năm 2023 nhiều anh này cười. và nó đã sắp qua rồi. Đấy, ai muốn nói gì thì cứ tự tin mà giơ tay nhá, không có gì phải ngại cả. Anh em mình là chung một nhà hết. Đâu nhở mọi người ơi, tự tin đấy, tự tin đấy. Chưa thấy ai giơ tay này, chưa thấy ai giơ tay này. Đâu nhở các bạn nữ, đâu nhở? Hello anh ý. Ủa ai đấy, hello em nhá. Ủa nhưng mà hôm em không đi countdown à? Em đang ở Hàn. Em đang ở Hàn á? Ủa, thế bây giờ chuẩn bị sang năm mới ở Hàn nó có khác gì ở Việt Nam không? Không anh ạ, ở bên này người ta không ăn Tết Dương kiểu mạnh mẽ. Ủa nhưng mà bây giờ ở Hàn đang có tuyết đúng không? Hôm nay thì không có, hôm nay thì ấm hơn rồi anh ạ. Thế á, đâu em có thể gửi một chút không khí Hàn Quốc cho anh cũng như là mọi người xem qua được không? Chiêm ngưỡng được. Em đang ở trong phòng mà. Thế á, thì cũng được mà, không khí ở trong phòng em cũng được mà. Có sợ bừa không anh? Ơi không, trời ơi. Không thì ý là kiểu em nếu mà có cam được thì tốt thôi. Chỗ nào Hàn Quốc ECS đang hàn mặt cười. Nhưng mà mở cam kiểu gì? Cái này à? Đúng rồi này. Ui, hello em nhá. Ui, thế em sang Hàn lâu chưa? Em không biết xoay cái máy này kiểu gì. Em sang được 3 năm rồi ạ. 3 năm á? Thế bao giờ em về? Bao giờ anh kêu em về đi. Ôi kìa. Ê, ủa em có bấm khuyên mũi à? Bấm khuyên mũi ở đâu không? Anh định bấm khuyên mũi ấy. Dạ không ạ. Em đang xấu lắm mọi người, đừng trêu em nha. Ủa thế là xinh rồi, trời ơi. Anh mới gọi là xấu này. Ê. Tại em vừa tắm xong. À không sao. Ôi nhưng mà ở bên đấy có kiểu nhiều bạn bè không? Em có nhiều bạn bè không? Sang bên này em toàn nói tiếng Việt thôi. À thế á? Dạ, nghĩa là cũng có nhiều bạn qua đấy ấy thì, qua đấy học đúng không? Dạ vâng. Thế mà cuối năm không đi chơi à? Tí nữa em sẽ ăn 12 quả nho ở dưới gầm bàn. Anh có biết cái trend đấy không? Trend 12, đâu em thử cho anh xem nào, anh không biết. Không biết đấy. Cái đấy nó là một cái trend của Tây Ban Nha ấy. Ủa thế à? Anh không biết đấy. Anh sẽ được anh trong khoảnh khắc giao thừa anh ăn 12 quả nho ở dưới gầm bàn thì anh sẽ có người yêu. Ủa thật á? Trong năm mới. Vâng. Hay vậy, sao bây giờ mới biết là bây giờ đi mua nho kịp không ta? Trời ơi, bây giờ hơi muộn rồi sao ấy, 10 giờ rồi. Em chuẩn bị nho rồi. Ủa thế là em là có sự chuẩn bị kỹ rồi, anh không biết. Trời ạ, thôi để năm sau vậy. Không sao hết, em ăn 12 trái nho này cho anh. À, ok. Ủa, anh cũng muốn cơ. Trời ơi, như thế là em được hưởng hết mà, chứ anh có được hưởng tí nào đâu. À, của đôi nét. Đúng không? Chúc anh năm mới sớm có một người để yêu. À, thế ạ. Cảm ơn Nhi nhá, cảm ơn em nhiều. Không có gì phải ngại cả. Trời ơi, nhưng mà năm 2023 vừa rồi đối với em nó như thế nào? Ở bên này bình yên lắm anh, kiểu chỉ đi làm với kiểu đi học thôi. À thế à, không có khó khăn gì à? Không anh ạ. Ngày nào chả xem stream mọi người, kiểu xem stream anh, sau rồi xem stream anh Độ ấy. Kiểu à thế á? Mỗi lúc mà stress ấy thì nghe mọi người nói chuyện thôi. À thế à? Thì thấy ok. Thế em có thấy anh trong 2023 nó như thế nào không? Kiểu em có cảm nghĩ gì về anh trong năm 2023 không? Nghĩa là anh có cần gọi là thay đổi hay là kiểu như nào ấy? Kiểu thế. Em đừng nói thật không? Em nói thật đi, trời ơi, thoải mái. Trời, anh nhìn. Ý là anh có vẻ kiểu stream ấy. Stream kiểu sao vậy? Nghĩa là anh ít quay vlog ấy. À. Đôi khi thổi hơi nhiều thì khiến em nhớ anh hơi nhiều. À.
Ok nhá, uầy. Cái lý do này hợp lý này. Cái lời lời góp ý này là dễ tiếp thu này. Trời ơi, chắc chắn là sang năm mới. Sau khi mà anh nghe được cái điều này thì anh sẽ có donate kìa. Có bão quay đâu mà ít. Đi quay vlog đấy, cả làm thêm nhiều content mới hơn. Uầy, cảm ơn em nhá. Em đợi vlog nhà mới của anh. Chứ phải có nhà mới đã chứ, mới làm được chứ. Nhưng vẫn chưa có thật. Vẫn chưa có. Nhưng mà nếu mà có thì chắc chắn sẽ làm. Anh tìm được nhà chưa? Anh chưa. Nhưng mà để mà ra ở riêng thì cũng hơi khó. Không thì ý là cuộc sống của anh sẽ kiểu hơi đảo lộn một chút. Thì lúc đấy thì anh sẽ inbox hỏi hỏi em nhờ tư vấn. Trời ơi, em đang ở riêng mà đúng không? Em đang ở mình mà đúng không? Vâng, em đang ở mình. Đấy, thì anh kiểu sẽ hỏi những người đi mọi trước. Mọi thứ anh phải tự chi tiêu ấy. À thế à? Có donate kìa. Gam đi spot đi anh. Anh vừa là anh ra ở riêng xong rồi một tuần sau là mọi người sẽ thấy xác ảnh trong đấy thôi. Ôi. Sợ mỗi cái đấy thôi. Năm mới. Nhưng anh ơi, sắp đến 12 giờ rồi. Ở bên Hàn hơn Việt Nam 2 tiếng. À thế á? Ừ. Thế là 12 giờ rồi đấy. Trời ơi, chúc mừng năm mới em nhá. Dạ vâng, chúc mừng năm mới mọi người ạ. Ok em nhá, chúc em năm mới thật là gặp nhiều may mắn, tràn đầy niềm vui và rực rỡ hơn năm cũ nhá. Dạ vâng. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Ok, mong em sẽ sớm hoàn thành tốt cái việc học của mình để năm mới rồi anh mặc váy vào thể, đi lát đi em làm, qua đón tiền. Đi chơi mua những thứ mình thích đấy, kiếm được nhiều tiền. Ok, chắc chắn rồi anh. Cảm ơn em nhé. Chúc anh mặc người năm mới vui vẻ. Ok, cảm ơn em. Em có biết hát không hay là biết biết hát không? Anh hát chung được không? Ăn nhò đi bạn ơi, anh hát chung ca delay nữa 12 giờ. Không, nhưng mà không sao hết, chỉ cần hát chung với anh thôi. Ê, nhưng mà em ăn nho đi kìa, trời ơi. Để giao thừa kìa. Em ăn 12 quả nho đi để anh đếm cho. Ê, nhưng mà bây giờ em chui dưới gầm bàn xong rồi ăn nho mọi người nhìn có kỳ không? Không sao, trời ơi. Để mà được gặp nhiều may mắn thì anh nghĩ là cái chuyện đấy nó bình thường. Không sao cả. Nhưng mà nhà em hơi tối ấy. Tại vì em không thích bật đèn kiểu đèn sáng lắm. Thế như mọi người có thấy kỳ không ta? Không, anh thì thấy bình thường nha. Mọi người ai khó tính quá thì mới thấy kỳ. Ôi, mới đáng yêu thế. Em sẽ chúc tất cả mọi người ở trong kênh chat đều vui vẻ, khỏe mạnh. Cute nhờ. Và đạt được nhiều thành công. Rồi, quá tuyệt vời luôn. Nhưng mà em ăn xong 12 trái nho này, anh phải hát tặng mọi người một bài hát gì đó. Hay em, ai à, em cống hiến nhưng nay sao anh từ chối được nhở? Ok đã. Em nhưng mọi người ở trong kênh chat có chửi em dở hơi không á? Không, mọi người anh thấy ở đây là toàn là khen em đáng yêu thôi. Đấy, xong rồi vợ này cũng người nhận em là vợ rồi này. Thôi anh làm gì có. Thật mà. Ừ, anh có biết nói dối đâu. Anh nhưng mà trong lúc em ăn nho thì anh hát gì đi? Anh hát à? Ừ. Thôi được. Kiểu rồi. Anh chúc em, tí nữa em sẽ hát chúc mừng anh. Đáng yêu cậu ơi, okay. Khả năng mai cậu có ni luôn. Ôi, cảm ơn Hải nhé, cảm ơn em, thôi rồi. À thế có gì em, nếu mà anh hát thì em lên tạm stream xem được không? Tại em sợ trong này xem. Ok, em đang xem stream à? Ừ, nó cái beat. Anh stream beat lên hơi khó xem ấy. Ok. Đấy thì nói chung là sắp sang năm mới rồi. Dù là có vui có buồn đi sang nữa. Đấy thì mong là mọi người sẽ vượt qua được hết. Và bắt đầu một năm mới, chuẩn bị bắt đón một năm mới thật là rực rỡ nhé các bạn nhá. Đấy, tôi sẽ gửi các bạn bài buồn hay vui. Hát bài năm mới đi anh á. Bài năm mới để tí nữa đi. Trời ơi, để kết thúc đi. Từ từ đã phải vào bài, mở bài đã. Trời ơi. Ê, nhưng mà bài này là stream fake các bạn, là tôi chỉ hát được 3 verse thôi, 3 verse đầu thôi nha. Tôi chưa hát được verse cuối. Tôi chỉ hát được 3 verse thôi.
Yeah. Em đang buồn 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 hay vui? Môi em cười nhưng nước mắt của em tuôn rơi. Em đang buồn 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 hay vui? Môi em cười nhưng nước mắt của em tuôn rơi. Mascara em nhé xin xin đừng che giấu. Và nếu có thể em hãy cứ để cho anh lau. Mọi thứ yên lặng kể từ ngày mà họ phai dấu. Giọt mưa trên mi thu vào những yêu thương ấy đau. Em cứ gọi dù là ở bất cứ nơi đâu. Anh vẫn như vậy, vẫn là người sẽ ở đây thôi. Đừng để nỗi buồn này cũng chỉ có mình em thấu. Call up my phone, you will never feel alone. Em hãy cười, 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 cười lên đi. Anh không muốn để em với những giọt lệ trên mi. Anh muốn em nhìn vào màn hình và nhìn anh đi. Nhìn anh hôn em chưa bao giờ mà anh nghĩ suy. Em hãy cười, 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 cười lên đi. Anh không muốn để em với những giọt lệ trên mi. Anh muốn em nhìn vào màn hình và nhìn anh đi. Nhìn anh hôn em chưa bao giờ mà anh nghĩ suy. Dạ, 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 dạ. Calling to my phone, no trip. Calling to my phone. Yêu em nhưng mà em chưa đồng ý. Muốn sao những cái hôn. Dáng thon giờ cô em fashion khiến cho anh khoái hơn. Và đêm nay là mưa to không về được nữa rơi trên mái tôn. You know what for me. Con tim em đưa anh xem nó thật là to. Give it to me, I give it to you. Đơn giản là nhận và cho. Từng bước một, từng bước một, từng bước một. Anh đã trao em what I fall in love. Cho anh say mắt môi. Em hãy cười, 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 cười lên đi. Đừng để nỗi buồn nó mặc kẹt lại ở trên mi. Nhiều lúc anh ngại rồi em bảo là phải nhìn em đi. Nhìn em ôm anh chưa bao giờ mà em nghĩ suy. Calling to my phone, yeah. Calling to my phone, yeah. Calling to my phone, yeah. Calling to my phone. Calling to my phone, yeah. Calling to my phone. Calling to my phone. Calling to my hurt, hurt baby. That that down. Hurt, hurt baby. That that down. Hurt, hurt baby. That that down. Hurt, hurt baby. Baby 2 a.m. in the morning. Tự hỏi dòng suy nghĩ của em là sao. You got me falling. Gần in no chat, goodbye when you calling. Chỉ cần thông tin nhắn để nón em. I'm a bowling. Rít ra phải tàn để nụ hồng lại héo đi. Nước mắt tơi trong đêm lạnh. Nụ cười nàng lại méo đi. Cứ trao nhau môi ngọt. Bao chuyện buồn nó xéo đi. Hãy cứ khóc đi anh đây rồi. Tay người đâu anh kéo đi. Nếu nhắc lên trên cung đàn. Ngàn ánh sao muôn màu. Anh với em màu đôi mắt em soi tâm hồn. Người thấy không? Em không cần buồn mỗi đêm. Em hãy cười, 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 cười lên đi. Mặt xinh kia đừng, đừng để những giọt lệ trên mi. Anh muốn em nhìn vào màn hình và nhìn anh đi. Nhìn anh hôn em chưa bao giờ mà anh nghĩ suy. Hurt, hurt baby. That, that down. 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 Ây da. Mẹ mệt tê à. Uầy. Không, bây giờ mình cứ ra karaoke các bạn ạ. Để luyện thêm, để luyện thêm. À, bây giờ mới ra. Ê, nhưng mà thế là nhanh rồi đấy. Ui, ra từ 4 ngày trước á. Sao giờ mới biết nhở. Xem trực tiếp countdown đi ông á. Trực tiếp thì lúc đấy là khoảng tầm 12 giờ rồi. Chắc là không được rồi. Quầy đỉnh VCB anh bảo 10 điểm. Trời ơi, đỉnh đến mức thế á. Cảm ơn cún nhé, cảm ơn em nhiều. Đấy, đấy là cái bài đầu tiên mà anh muốn gửi cho mọi người. Đấy, dù vui hay là dù buồn thì mọi người cũng đã vượt qua rồi, mọi người đã cố gắng hết sức rồi. Anh muốn dành cái bài hát đấy vào một tràng vỗ tay này. À, có donate kìa. À, cho tất cả mọi người. Ô, cảm ơn tên, cảm ơn em nhiều. Thế bài đấy anh dành cho tất cả mọi anh người. Anh nhi dầm 10 điểm khi ở nhà livestream. Ô kìa, thế là như nào nhở? Ừ, dành cả cho em nữa mà. Trời ơi, có em trong đấy chứ. Ủa, chính ra em cũng ở trong tổ nhím mà. Ừ, em chính em yêu cầu thì anh mới hát cái bài đấy để tặng em với cả tặng mọi người đấy, chứ không anh không nghĩ đến việc là anh hát đâu. Trời ơi, tại vì anh tự ti cái giọng hát của mình lắm. Đấy, ví dụ mà anh mà hát hay thì anh sẽ tự tin anh hát cho mọi người chục bài cũng được, nhưng mà nói thật là anh hát không được hay cho lắm. Đấy, anh chỉ hay hát thôi chứ hát không hay. Đấy, nhưng mà không sao, tại vì không, em anh hát mà. Ờ thế à? Ừ, ừ. Anh cảm ơn nhé. Thế em có hát tặng lại một bài tặng mọi người được không? Ừ, nhớ hát bài gì nhỉ? Nhớ em thích hát bài gì?
Em có hát được bài tiếng Anh không? À không anh ơi. À thế à? À quên mất em đi du học Hàn nhờ. Bài gì dễ hát được không? Anh thích bài gì? Bài gì em hát năm mới được không? Năm mới vui vui. Để cho mọi người năm mới vui vui á. Ờ. À thế em có thuộc bài chúc mừng năm mới của tiếng Hàn không? Không anh. Không à? Ừ, kỳ kỳ ấy. Kỳ à? Bài gì đó yêu đời đi. Ừ cũng được. Bài gì? Mọi người ơi, bài Haru Haru thì chỉ có anh Nhím hát được thôi. Mình không hát được. À, anh biết, em biết bài à? Be my only one to know that you're. Em biết bài đấy không? Kitaruke otte yo. Kure more kure yo. Kure maru me no te. Có donate kìa. Hát buồn hay vui đi Nhi Dầm ơi. Đấy không? Nhi Dầm hát hay mà. Only only đúng rồi. Only. Của thôi bài Việt Nam. Việt Nam mà. À, có donate kìa. Sắp Tết rồi hát bài Tết đi em. Không thì bài thế nốt bài Hàn nữa thôi, bài em biết đâu, bài Perfect Night. Không, thôi, người Việt nói tiếng Việt đi. Thế à? Thế bài gì tiếng Việt em hát được? Em bình thường đi hát karaoke thì cũng hay nghĩ ra bài lắm, nhưng mà tự dưng bây giờ lại không nghĩ ra bài ấy. À, khó nhờ. Khó thật đấy. Có bài tên là Một Năm Vừa Qua, Năm Mới Bình An, đấy cho em chọn. Tết đông đầy. Năm mới bình an. Xuân này con không về. Thôi. Ơ nhưng mà Tết là em có được về nhà không? Bọn em đang ở trong kỳ nghỉ đông. À thế à? Nghĩa là mình đang ôn thi đúng không? Kiểu đấy đúng không? Không, kỳ nghỉ mai. À thế à? Ý là bọn em cứ học 3 tháng thì sẽ nghỉ 3 tháng. À, thế Tết này em có về không? Đây là em không ạ, em chưa có lý do để về. À thế à? Ừ thôi cố gắng nhá. Nhưng mà em hát không hay thì bỏ qua nha. Ok em ơi. Beat à? Giờ là lúc nhìn lại sẽ... Ôi bài hợp lý nha, bài hợp lý nha. Năm qua tôi đã làm gì cho người sinh ra tôi? Năm qua tôi đã làm gì cho người yêu thương mình? Năm qua tôi đã làm gì? Ê, bài đáng yêu nha, bài đáng yêu ha. Cảm ơn T đã, cảm ơn em. Giờ là lúc nhìn lại một năm vừa trôi qua, buồn vui thế nào? Ê, có giận hơn có ai cười xuống địa ngục nha, là tôi sướng trước đây. Trường thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Nhưng mà đáng yêu nha, trời ơi. Dù đang như thế nào, dù mọi chuyện đã. Có donate kìa. Sai sai ở đâu đó nhỉ? Không, tôi cười tại bạn đáng yêu chứ không phải là một cái vấn đề khác. Năm qua tôi có được gì sau những lần dòng chơi? Năm qua tôi có được gì sau những lúc chân dây? Năm qua tôi có được gì sau những lần chia tay? Năm qua tôi có được gì sau những phút giây quay lại? Giờ là lúc nhìn lại xem một năm đã trôi qua. Buồn vui thế nào, có giận hơn có thứ ta, hài lòng hay thất vọng một chuyện như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi chuyện đã có ra sao. Mic hơi lỏ tí thôi, trời ơi. Chứ nghe rõ là cũng hay nha. Bài chỉ là chuyện năm cũ thôi, đón cho năm mới. Uầy, cảm ơn em đã hát bài để nói chung là cũng để cho mọi người để chốt cái chương trình tâm sự vào cuối năm này luôn. Đấy, tại vì anh nghĩ là bây giờ cũng không ai lên nói gì rồi. Anh không thấy có một cánh tay nào cả. Cảm ơn em rất là nhiều. Em tên là gì đấy? Em tên là Kiều Trinh. À Trinh à? Uầy, anh cảm ơn Trinh nhá. Cảm ơn Trinh, cảm ơn em nhiều. Năm mới khỏe. Nhưng quay. Mà phải chúc anh là phải thật chăm chỉ lên. Ừ, anh biết rồi. Sủi nhiều.
Ê, tháng này chính ra tháng này anh chăm chỉ vãi trưởng ấy thề. Mà anh nghỉ hồi như hôm qua anh nghỉ mà vẫn có người nói anh nha. Không sao hết, nhưng mà thi thoảng làm việc vất vả thì vẫn phải nghỉ thôi, nhưng mà đừng sủi quá nhiều. Ok luôn. Nhưng mà nếu như mà anh sủi mà có lý do để dắt bà chủ kênh về thì mọi người vẫn chấp nhận mà. Ý là lý do hợp lý đúng không? Đúng. Ok ok, cảm ơn nhá. Còn một điều nữa, một điều cuối cùng thôi. Ồ, điều gì đây? Em có người bạn đang xem anh ấy, bạn tên là Trung Kiên. Ôi giời. Phải chào tới anh. Trung Kiên có phải là biệt danh là ô níp không? Trung Kiên ở Hải Phòng anh ạ. À thế à, ok nhá, cảm ơn đường Kiên nhá. Cảm ơn em nhiều. Lên có đờ si xong ca cô à. Ok, cảm ơn Trinh nhá. Chúc Trinh với cả Kiên có một năm mới thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc nha. Cảm ơn Kiên. Cảm ơn Trinh. Vâng, bye bye anh. Ừ. Uầy, còn ai lên nữa không nhờ? Còn ai lên nữa không nhờ? Chiếc bụng đói nhá. What? Sao lại có ở đây nhờ? Cái này có phải là giơ tay không? Cái này có phải là giơ tay không nhờ? Ê, ê, có bạn tên Linh này. Alo, alo. Alo ạ. Uầy, hello em nhá. Trời ơi, lý do là mẹ... Ừ, sao em lại giơ tay vậy? Em muốn lên đây... Anh nghe giọng em không nhỉ? Anh có nghe. Uầy, em muốn lên đây. Tại em thấy bảo mọi người nói chuyện với anh thì em không giơ tay. Thế á, thế để em... Để được nói chuyện với anh. Uầy, thế em muốn nói gì với anh này? Em cứ nói những cái gì anh nghĩ đi. Tại anh thoải mái lắm. À, thế anh. Ừ. Không, ý là anh muốn em kiểu chúc anh hay là nhận xét với anh hay là như nào ấy, em chưa biết phải nói gì với anh. Ờ, cả, thì có sao đâu, có gì đâu, tại kiểu chắc là em cũng biết anh, em xem anh thì có những cái gì mà em suy nghĩ về anh thì em cứ nói thôi. À, cái gì nhỉ? Thôi thì cũng năm mới đến nơi rồi, em cũng muốn chúc anh Nhím là ngày càng thành công trong công việc, ngày càng đẹp trai. Sang năm mới thì biết đâu kiếm được người đi cùng mình ở trong khoảng thời gian kế tiếp. Trời. Thì đấy. Ờ, thì nhưng mà em chúc anh mọi sự tốt đẹp nhất ở năm sau. Dạ. Ơ nhưng em sinh năm bao nhiêu đấy? Em sinh năm 2001. Ủa thế á? Nghĩa là em đi làm chưa? Em đi làm rồi. Ủa em làm gì đấy? Có chia sẻ em đâu. Em làm lập trình viên. Ui, lập trình viên á? Con gái làm lập trình viên á? Vâng, làm IT. Ui da, của hiếm đấy nha, của hiếm đấy nha. Dã man thật. À, gì nhỉ? Làm về AI. AI Engineering. AI là AI đấy đúng không? Vâng, đúng rồi. Ui. Là kiểu trí tuệ nhân tạo ấy. Ui, anh nghe bảo là... Một người nào bảo là cái AI rồi nguy hiểm lắm đấy nhá. Em phải đề phòng đấy nhá. Trí tuệ nhân tạo rất là nguy hiểm đấy. À, thì cô đơn quá thì tạo ra trí tuệ nhân tạo cho vui cũng được anh ạ. Ui thế để... á. Tôi thấy kiểu nhiều lúc mà anh cảm thấy cô đơn quá, xong anh inbox cho em để anh tạo ra một cái trí tuệ nhân tạo anh nói chuyện cùng cũng được không? Thế tại sao anh không inbox cho người thật đi, phải inbox cho trí tuệ nhân tạo? À ừ nhở. Cũng hợp lý đấy chứ nhở. Bọn AI nó ngu lắm anh ạ, nó không được như người đâu. À thế à? Không hiểu. Ôi, anh đâu. Nhưng mà hình như vừa nãy em chúc anh đúng cái quan trọng nhất thì chưa thấy ai chúc này. Ê, đúng cái quan trọng nhất thì chưa thấy ai chúc này. Ủa thế hả? Có nghĩa là cái quan trọng nhất em cũng chưa chúc đúng không? Ừ đúng rồi. Trời ơi, quan trọng nhất đối với anh luôn. Ừ. Ừ, em tưởng là anh tìm người yêu là quan trọng nhất rồi. Không, trời ơi, anh thực ra là anh muốn có sức khỏe đấy để mình có thể đi quay vlog đấy, làm nhiều việc hơn đấy để mình làm được nhiều thứ trong công việc hơn đấy. Chưa đấy, chúc sức khỏe luôn. Trời ơi, thật là thiếu sót. Kiếm nhiều tiền thì cũng quan trọng đấy, nhưng mà nó chỉ là phụ thôi. Anh vẫn thích là có sức khỏe để mình đi làm hơn.
ấy không, mình kiếm chim tiền cho hơn. Các bạn thân yêu. Đúng rồi. Để mình chăm chỉ hơn. Ok nhá, cậu Linh nhá. Em cảm ơn anh, em chào anh. Thật là hạnh phúc khi được nói chuyện với anh nhím. Ơi, cảm ơn Linh nhá, anh cũng hạnh phúc lắm. Cảm ơn Linh nhiều. Vâng, cảm ơn anh. Ơ, đấy, vừa đến đến bạn Pha Ken này. Ủa, cho anh hỏi em tên là gì đó. Ê, xin chào mọi người, chào anh nhím. Em tên, tên là Quỳnh ạ. Em Quỳnh á, em ở đâu đấy? Xong nghe... Em người Đà Lạt, nhưng mà bây giờ em đang ở Sài Gòn. Ủa, Đà Lạt à? Ủa, anh thích Đà Lạt đấy mà anh chưa bao giờ có cơ hội được lên Đà Lạt đấy. Thế á? Ừ. À, thế anh chưa đi xe bình ở Đà Lạt luôn. Ừ, anh chưa đi mà. Anh nên đi một lần, nhất là vào tháng chủ động bảo các bạn bật cam để tương tác đi. Vâng, tại vì nó lạnh đấy. À, em ở Sài Gòn, nhưng mà em đã đi làm chưa? Dạ, em đi làm rồi ạ. Uầy, thế là em ở một mình xong rồi đi làm ở Sài Gòn đúng không? Dạ. Uầy. Hôm nay em cũng không ra đường nên là... Trời ơi, ở Sài Gòn đã nhớ hình như là cũng có bắn pháo bông nhiều lắm mà nhở? Đúng không ta? Ở Sài Gòn là hình như người ta có bắn pháo bông đấy. Dạ có, nhưng mà... Nhưng mà em bị sợ đám đông. Cam đi như dầm ơi. Chả mấy khi, chả mấy khi. Anh nhìn vào cái bên phải ấy, anh ơi, đấy là danh sách những người giơ tay à. Em có gặp anh rồi đấy. Ừ, anh thấy rồi. Ui, em gặp anh ở đâu vậy? Em gặp anh ở Molik, Sài Gòn. Ủa, Molik, Molik. À, cái Molik Sài Gòn á. Ơ, nhưng mà kiểu em còn nhớ cái lúc cuối, lúc ký không? Lúc ngồi ở cái bàn xong rồi mọi người ngồi em... đấy. Dạ không, em là bạn boss hình chụp anh ở trong group đấy. À thế à, uầy. Thế là cũng có quen đấy chứ, cũng có quen mặt phết đấy chứ. Vâng, nhưng mà anh có nhớ đâu. Anh nhớ mà, em tên là... Em tên là Quỳnh. Em tên... Em tên là Quỳnh, xong rồi em chụp ảnh không post lên Facebook đúng không? Đâu ảnh nào anh cho em xin. Cái ảnh mà anh cái ảnh mà anh vỗ tay. Anh vỗ tay xong rồi anh cười cười anh nhìn xuống. Đúng không? Đúng rồi. Đấy, sao em nhớ mà. Trời ơi. Uầy, thế dạ. Uầy, thế Quỳnh hôm nay ở nhà mình à? Nguy hiểm thế nhỉ? Ơ thế Quỳnh lên đây tiện có thể chúc các bạn vài câu năm mới được không? Ê nhưng mà phải mở cam lên chúc nha, nó mới cảm xúc nha, nó mới tình cảm nha. Nhưng mà mở cam ở đâu ạ? Lần đầu em xài cái này. Em đang ngồi máy tính hay là ngồi điện thoại? Rồi chúa. Em ngồi máy tính. Gì đấy Benji? Ơ, nó có nút máy tính à? Máy tính hình như là có cam đúng không? Nó có nút video ấy. Nó có nút video ở trên cái... Ở dưới cái chữ xanh lá cây ấy. Đấy, nó có nút video đấy. Nên bấm... Ấy, đấy. Hợp lý. Đúng. Ai dạ? Ấy, trời ơi, anh nhìn mặt cái là anh nhớ ngay ạ. Thề, anh nhớ rồi. Trời ơi, run quá. Uầy, mọi người khen em quá trời này, run cái gì, mình xinh phải tự tin chứ. Anh biết rồi. Ui, không có đâu. Anh biết rồi. Khen cho em đỡ ngại. Em sợ ra đường, tại vì em bị xinh quá cho nên là sợ ra đường bị bắt cóc đúng không? À, thôi, ở nhà ngon. Đi. Trời ơi. À, có đôi nét là thỉnh thoảng có xinh một cái dịp quá. Kiểu như này, anh thả thấy ở tim trong anh Sài em Gòn ơi. Ấy, là kiểu người ta ra ngoài đường đông rất là vui. Ừ, nhưng mà phải cẩn thận cái là... mấy cái giật đồ thôi, móc túi thôi. Đấy là anh thấy nghe ở đấy hơi sợ. Còn không thì mấy cái dịp này ra ngoài đường vui mà. Thì cũng vui á, nhưng mà nếu mà đông quá thì em kiểu em bị ngợp ý. Không, anh biết rồi. Thế tại sao anh không ra đường? Chắc là em hay như là thay vì ra ngoài đường chơi
Đấy, đông vui thì em lại chọn ở nhà xem anh đúng có không? Đơn hết kìa. Xinh. Đúng rồi. Em phải ở nhà cho con người đỡ cô đơn. Trời ơi, ngày nào anh cũng ở đây mà. Ngày nào anh cũng ở đây mà, thỉnh thoảng mình phải ra chứ. Nhưng mà cảm ơn em nhá, cảm ơn em nhiều. Ủa nhưng mà nghe giọng em là đã biết hát hay rồi này. Không hát á? Ê nhảy, chắc chắn là em biết nhảy. Ô, em cũng không biết nhảy luôn. Thế á? Em chỉ biết vẽ thôi. Em chỉ em biết vẽ với chụp hình thôi thì em làm. Ừ đúng rồi, mấy cái hình Ôi, em vẽ anh trong nước mà. Thế á? Ui, em có thể cho xem vài tác phẩm tâm đắc nhất của em được không? Cái thẩm tâm đắc nhất của em. Ừ. Ai ra? Ôi, sao lại là cái hôm đấy? Trời ơi. À, có donate kìa. Giơ tay lên. Cảm ơn Tuấn nhá, cảm ơn bạn nhiều. Sao là cái hôm đấy nhở? Thế dạ, anh nhớ đây. Anh nhớ mà, anh nhớ cái ảnh đấy rồi. Anh nhớ cái ảnh đấy mà. Ôi. Ôi nhưng mà đẹp nhá, nhưng mà kiểu đáng yêu ấy. Ôi, cảm ơn Quỳnh nhá. Cảm ơn. Ừ, cảm ơn Quỳnh, cảm ơn em. Chúc em có một năm mới thật là tràn đầy niềm vui. À nhưng mà năm cũ em có, em có gì kiểu muốn nói về năm cũ không? Kiểu có gì em có hối tiếc không? Hối tiếc á? Ừ. Hối tiếc là tại sao em không biết đến mọi người sớm hơn. À thế à? Thế thôi. Em biết là bọn anh từ bao lâu? Là... Dạ, em biết anh Độ trước. À không, anh em biết anh Quang trước. Tại vì em nghe nhạc của anh Quang. À. Xong rồi em mới biết đến anh Độ. Xong rồi em mới biết tới mọi người kiểu cỡ cũng một năm trở lại đây thôi. Nhưng mà sau đó là rất là may mắn là em được đi xem Molly luôn. Sau em ngồi ở hàng đầu, sau em được gặp hết tất cả mọi người. Ừ, nhà công nhận cái hôm Molly đấy kiểu các bạn ở trong Sài Gòn ấy, mọi người kiểu cũng cháy vậy. Ê, đợi ở bên ngoài. Ừ, đợi bên ngoài đông. Đợi bên ngoài đông nữa. Ờ, cũng cháy cơ. Kiểu chưa rồi được cái cảm giác đấy luôn ấy. Kiểu cứ đi xong rồi mình chỉ cần hất tay lên là mọi người kiểu hô hào các thứ lên. Uầy, nhiệt thực sự ấy. Chắc là sắp tới anh phải giúp anh Độ giúp anh Độ làm cái ao làng chuẩn chỉ trong Sài Gòn. Chứ như này mà không làm thì anh cảm thấy là hơi bị tiếc ấy. Đấy, hơi phí. Đúng. Đấy, cho đúng. Mọi người em trong Sài Gòn được nhiều hình nữa không? Cái gì cơ? Em còn chưa chụp được đủ hình cho mọi người. Chúc anh năm mới vui vẻ. Gì đó, đấy, đợi đến ao làng hoàn chỉnh của anh đội sang Sài Gòn là được này. Là chụp được tất cả mọi người này. Tại vì hình như là đi sự kiện nào hay ao làng nào cũng thế. Là bọn anh đều, nếu mà có thể được ấy, thì bọn anh đều chụp đến khi nào hết người thôi. Đúng rồi, như thế đấy. Nhưng mà hôm đấy em lại không được chụp với anh. À thế à? Không sao, chắc chắn là kiểu gì cũng sẽ có một cái bức ảnh chúng mình chụp chung thôi. Nhưng mà khi nào chụp được thì em phải post lên group Facebook của anh đi nhá. Em chùa lắm rồi đấy. Trời ơi, cứu lấy chùa group của anh đi. À, đâu, em thấy có mấy mấy ông FA cô đi chơi hả? Để em gửi một lời chúc tới anh và các bạn. Ok. Vâng, chúc anh một năm mới. Đầu tiên hết là phải có thật nhiều sức khỏe, cái này quan trọng nhất. Cái sức khỏe thật là tốt để có thể stream xuyên suốt 365 ngày cùng các bạn thân yêu, cho các bạn đỡ cô đơn, em cũng đỡ cô đơn. Wow. Xong rồi cái thứ hai là sự nghiệp thăng tiến, thành công hơn nữa, được nhiều người biết tới hơn, nhiều tiền hơn, mua nhà 20 tỷ. Xong rồi cái cuối cùng nữa là anh sẽ có kiếm được hạnh phúc của mình, hạnh phúc của cuộc đời mình. Một vợ hai con là đủ nhỉ? Cái gì cơ? Một đâu nhở? Như là gia đình một chồng gia hai con hai vợ đúng không? Là hạnh phúc mà. Cảm ơn em nhá. Hạnh phúc. Ừ đúng rồi. Gia đình hai con vợ chồng hạnh phúc.
Đúng rồi. Ừ, cảm ơn em nhá. Chúc em một năm mới thật là lều tràn đầy lều niềm mấy vui. Ông FA Thật là rực cùng rỡ và có kiếm được ai nhiều đi tiền chơi nhá. cùng. Đấy, anh thấy cái kiếm được nhiều tiền là quan trọng nhất này. Cái kiếm được nhiều tiền là làm gì cũng dễ hơn này. Ơ nhưng mà em có người yêu chưa? Em chưa. Chứ mới ở nhà chứ. Một donate kìa. Một chồng hai con vợ bị bắt đó ba. Gì đấy, hai con vợ chồng hạnh phúc, trời ơi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, quên mất dấu phẩy. Uầy, thế á? Tại sao một người sinh em lại chưa có người yêu được nhở? À, tại em không thích đúng không? Em kiểu cũng... ví dụ mà khi mà em thích của ai đấy là em phải có gu đúng không? Không, em không có gu cố định nữa. Không có gu cố Chắc định á? Tại em nói chuyện chạy. Vâng, cứ nói chuyện hợp là được thôi. Uầy, em vừa bật cam thấy cái là bao nhiêu người nhận vợ này, xong rồi người yêu các thứ này nọ này, chính tỏ là... Nhưng mà so với kiểu anh thế thôi, anh thấy em rất là xinh nhá. Đấy, có donate kìa. Còi anh chắc như dầm nhiều chắc quá là em kén rồi. Nên bé phải tìm người giống như dầm rồi. Cái gì đây, lại tôi, trời ơi. Không phải đâu. À, cố tình không nói rồi, đấy. Cố tình không nói rồi em ngại ngại. Nhưng mà thôi mọi người đừng có nói tới vấn đề tình yêu nữa. Ok, không sao. Chỉ mong là dù em một mình hay là em có người yêu hay không thì em vẫn sẽ hạnh phúc. Anh cũng thế đấy, là anh thế. Cũng nhận mặt cười. Em Linh này. Ok, cảm ơn em nhá. Khi nào hẹn em một ngày nào đấy ở trong Sài Gòn rồi mình chụp cùng nhau một tấm ảnh nhá. Yeah, anh nhớ nha. Ok, sao em nhớ đăng group nhá. Cứu lấy group của anh. Ok. Ok. Ok, em sẽ đăng. Ok, cảm ơn nhá. Bye bye. Bye bye. Bye bye mọi người. Bye bye, chung năm mới em. Ai chà. Trời ơi, đáng yêu tên à. 5 lốp xin FB Quỳnh được không anh? Cảm ơn Bình nhá, cảm ơn em. 5 lốp và bạn Quỳnh thì phải 1 triệu ấy chứ. À không, bạn Quỳnh thì phải 5 trứng nhá, Bình nhá. Bạn Quỳnh phải 5 trứng nhá, xong rồi inbox ngay cho nick của anh nhá. Ủa, của bạn nào vừa mới lên này? Hình như là bạn em bé xinh. Trời ơi, em mở mic đi. Alo. Uầy, hello em nhá. Hello anh, hello mọi người. Ôi, bình thường anh chỉ thấy em donate ở trên cái chat thôi, bây giờ mới được nghe giọng em này. Anh, kiểu anh muốn nghe giọng em thì cũng dễ mà. Nhưng mà em... em xin năm bao nhiêu đấy? Cam đâu? Ờ, em không biết tên em hả? Hả? Em không biết tên em luôn. Ở trên Facebook đúng không? anh biết, trời ơi. Nhưng mà anh đang muốn nhưng mà hỏi anh thế thử để nói tên em nào? Anh em muốn thử hỏi thế để cho mọi người nghe thì mọi người biết luôn đi. Anh thử nhớ tên em thôi nào. Anh thử nhớ tên em à? Thế bây giờ anh nói đúng thì sao này? Em thưởng cho anh cái gì này? Em định thưởng cho anh cái gì này? Hả? Em định thưởng cho anh cái gì nhờ Uyên nhờ? Anh nhìn tên sát đúng không? Cái gì cơ? Anh nhìn cảnh sát của mình không? Trời ơi, anh nhớ mà nick Facebook của em là Phạm Uyên đấy. Em thưởng đi, em thưởng cho anh cái gì đi. Anh bảo rồi, vừa nãy anh hỏi thế là để cho em trả lời, xong rồi để cho các bạn nghe biết luôn thôi. Nhưng mà em xem bao nhiêu đấy, anh mới biết tên em thôi chứ chưa biết em xem bao nhiêu. Em kém anh 2 tuổi. Có đôi nét kìa. Thường là... bài xong ta. Ủa, nghĩa là em 99 à? Ủa, cảm ơn Hải chứ, cảm ơn em. Ủa, nghĩa là em xem 99 à? Vâng. Người ta bảo là gái hơn 1, trai hơn 2 đấy. Trời ơi. Cái này em biết mà. Thế á? Ê, nhưng mà hình như là em mới biết đến anh đúng không? Anh thấy kiểu gần đây em mới xuất hiện ấy. Chứ không phải là em biết từ lâu rồi. Không phải, có nghĩa là kiểu cũng biết thì cũng là chỉ biết qua thôi, tại vì em cũng hay xem anh Độ mà. À. Xong tự dưng. Nói chung là kiểu em bị thấy anh bị cute ấy. Cute á? Cute chỗ nào? Anh chỉ thấy anh đàn ông thôi chứ chưa thấy cute chỗ nào ấy. Em có thể nói cho anh những cái khoảnh khắc mà anh cute được không? Anh chỉ thấy anh đàn ông thôi ấy. Lạnh lùng.
Ôi, em chưa thấy lạnh lùng luôn ấy. Ơ thế à? Không sao, anh tuy là cái hình tượng mà anh hướng đến là đàn ông lạnh lùng, nhưng mà không sao, em khen cute thì cũng được. Anh cảm ơn em nhá. Trời ơi. Nhưng mà em biết từ bao giờ vậy? Gần đây đúng không? Cũng được một thời gian, tại vì là em hay lướt thấy anh ở trên thôi, TikTok. Thôi, chuẩn bị cất giấy bút vào rồi. Đúng rồi, thế bây giờ phải phát triển TikTok rồi. Phát triển mạnh TikTok thôi. Trời ơi. Ôi nhưng mà nếu mà em đã lỡ lên đây rồi thì em có... Anh lại rủ em bật cam đúng không? Đâu, anh chỉ định rủ em Pen, kiểu nói chuyện chút thôi. Nhưng mà nếu như mà bật cam được nhá, đấy thì anh sẽ nhìn thấy được cái biểu cảm khuôn mặt của em, thì anh sẽ dễ tưởng tượng được hơn. Không, nhưng mà ý là thay vì anh nhìn em qua cam thì mình có thể gặp trực tiếp mà. Nhưng mà bây giờ cơ, gặp trực tiếp thì chắc là cũng có thể được. Nhưng mà anh đang bảo bây giờ cơ, bây giờ mới ý nghĩa này, đang cuối năm này. Không, nhưng kiểu em muốn bí mật ấy. Muốn bí mật á? Ok, không sao, thế cũng được. Cái gì phải tò mò là mới hấp dẫn mọi người ạ. Thế em có muốn nói gì với anh không? Lúc nãy em kiểu em cũng donate để hỏi là nếu mà lên thì có được song ca không ấy. À song ca hả? Em muốn song ca, em biết hát bài gì, em thích hát bài gì. Ê nhưng mà nghe giọng em hình như là ở Hà Nội đúng không? Em là người Hải Phòng mà. Người Hải Phòng á, nhưng mà em ở đâu? Em ở Hải Phòng luôn à? Không, em ở Hà Nội. Ở Hà Nội á? Ở kiểu cái khu nào ấy, ở mạng nào ấy? Em ở trong tim anh ấy. Em vẫn chưa xác định được nha. Chưa xác định. Em ở bên Bắc Từ Liêm. À Bắc Từ Liêm. À Bắc Từ Liêm thì cũng không xa lắm. Trời ơi gần. Cũng gần mà. Gần. Kiểu ý là sai gần thì cũng không quan trọng ấy. Nhưng mà em để mình hiểu nhau hơn. Đấy thì em muốn em thích hát bài gì? Ý là anh cũng thích Amy này, em cũng thích Amy ấy. Thế á? Em thích Amy á? Amy à? Thế mọi người bảo là anh hát bài từ thích thích thành thương thương kiểu hay lắm, em cũng muốn nghe thử ấy. À thế à? Thế em biết stream cái bài đấy không? Rồi chúng mình hát chung. Em hát vô nữ, anh hát vô nam nhá. Ok. Ok. Ơ chết. Bấm nhầm. Thôi anh hát thôi. Nhưng mà anh có nghe thấy nhạc không? À, anh chưa nghe thấy. Anh chưa nghe thấy. Không nghe được, không nghe được không? Ừ. Trời, không nghe thấy gì ấy. Thế chắc phải on cam mới nghe thấy sao á, nó mới thông được cái mic, nó dễ thông mic hơn. Ý là anh không gài được em đâu ấy. Em bảo rồi, kiểu nếu mà anh thực sự là tò mò thì mình gặp ngoài cũng được mà. Không, nó là cái tính năng của Discord thôi, chứ không phải anh tò mò. Trời ơi, thực ra anh cũng tò mò thật, nhưng mà ý là cái tính năng đấy là có thật thôi. Ý là bây giờ nếu mẹ không lên cam thì là không được song ca cùng đúng không? Ở đâu vẫn được chứ, nhưng mà để chẳng nghe tiếng nhạc gì luôn này. Anh không nghe tiếng beat nào luôn này. Không nói điêu. Thế là phải làm sao bây giờ mọi người? Chỉ ý là kiểu điện thoại em hỏng cam ấy. À thế á? Vâng. Thế mẹ hỏng cam thì làm sao nhỉ? Khó nhở, trời ơi. Để anh thử xem nào. Em có nghe thấy beat không? Em bấm vào đi. Để em hát thử nào. Đây, để anh lại nhá. Kìa. Anh ơi, em đâu dám nói, vì con tim em đang bối rối. Những lần mình hẹn
Trong lòng anh từ lâu cũng thấy rối bời, nhưng hai ta nên chầm chầm thế thôi em à. Từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương, ngày anh thấy thấy tim đập nhanh lúc bên em là anh đã biết biết anh chẳng có một đường lui. Thấy thấy như chạm sáng với ô tô, vì gặp em là anh chỉ đủ mà thôi. Ta cũng chờ mong để đáp lại, nhưng trên đời đâu tốt ai chú đơn phương. Nếu mình yêu ai hết lòng, ta cũng chờ mong để đáp lại, trên đời ai hai chú đơn phương. Không phải tại bài hơi bị delay một tí. Tôi hát mấy cái đoạn này thì sợ nó hơi đè lên, hơi đấm nhau. Đấy là tôi để bài hát. Em hát lần này đi. Nếu mình yêu ai hết lòng, người ta cũng chờ mong để đáp lại, vì trên đời đâu tồn tại hai chữ đơn phương. Nếu mình yêu ai hết lòng, người ta cũng chờ mong để đáp lại, vì trên đời đâu tồn tại hai chữ đơn phương. Vì trên đời đâu tồn tại hai đơn phương. Thế unit Facebook là Nickelodeon hay sao? Nhưng mà như là nếu mà anh stream thì là sẽ em kiểu bị hát chậm hơn so với lâu đúng không? Ừ, nó hơi bị delay một tí nhưng mà không sao, vẫn hay, trời ơi. Anh bây giờ là anh có một em bé khác rồi này. Bình thường là Amy đấy, nhưng mà thôi, bây giờ em bé khác rồi. Hay nha. Ý là kiểu bình thường mọi người lên thì mọi người bật cam thì sẽ nói chuyện với anh lâu hơn đấy. Nhưng là kiểu vừa mới ngủ dậy, thế nên đầu tóc kiểu hơi bối rối thì em cũng hơi bối số nên em cũng ngại bật cam, thì chắc là em xin xuống nhỉ? Để cho các em khác lên đấy. Em vừa mới ngủ dậy mà, em vừa ngủ dậy thì tối em ngủ kiểu gì? Thì bình thường em cũng thức đến sáng mà. Uầy, trời ơi sao thức muộn thế? Không sao đâu. Hẹn em một hôm nào đấy nếu mà em thức dậy từ lâu rồi đấy và em đã có một sự chuẩn bị rồi và em tự tin kiểu nếu mà lên cam nhá, anh tò mò lắm anh. Nhưng mà ý là thứ sáu tuần tới anh có đi đá bóng không? Thứ sáu tuần tới à? Hình như là lúc đấy anh khỏi bệnh rồi, trời ơi. Ok, nếu mà thứ sáu tuần tới anh đi đá bóng thì à có donate kìa, em sẽ làm tuần theo anh đá bóng. Thật à? Em cảm ơn anh Quang nhá. Ok, trời ơi có gì đâu. Ok nhá. Thì hẹn em thì sắp sang năm mới rồi ấy. Thì trước khi xuống thì mọi người cũng xin một bài yêu 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 đời được không ạ? Chúc anh là năm mới có tất cả chiều muộn phiền thôi. Muốn chúc cái chat FA thì mọi người sớm có người yêu nhá. Ok em ơi, trời ơi. Cảm ơn em nhá, chúc em năm mới mong em mong tất cả những điều tốt đẹp đều đến với em nhá. Vâng, bye bye anh nha mọi người. Cảm ơn em. Ôi trời, đáng yêu, thế nhờ, thôi nhờ.
từng đấy người thôi nhở, chứ bây giờ mời lên hết thì cũng hơi khó đấy. Ui là Hương này, Hương à, Hương Hương muốn lên, ui na meo luôn, na meo luôn, muốn lên cho lên luôn đi, lên cho lên luôn đi trời. Chào Ý nha, xin anh một bài yêu nha. Yêu yêu đời lần hai. Ừ, Na bằng tuổi nhím ấy, có khi bằng à? Tuổi nhím ấy. À thế á, thế thì thực ra là mình gọi thế cho lịch sự thôi. Còn Na muốn như nào vậy? Tớ với cậu cũng được mà. À tớ với cậu là ok nhá. Chào kênh chat FA nha. Ô Na không đi chơi à Na? Không, Na sợ đám đông ạ. Na Na ở nhà ôm chó vui hơn. Ủa sao nhiều người sợ đám đông thế? Sao lại sợ nhỉ? Hướng nội mà. Ờ, hướng nội mà. Ờ, hướng nội mà có đủ nghĩa là tự tin mà lại tự tin lên đây luôn. Ở đây cũng có nhiều người mà, cũng có nhiều người ở đây mà. Không, tại vì Na hồi trước đi làm chương trình hơi nhiều á, cho nhìn anh bên người nói khác chuyện vui lắm, em cũng vui lắm, nhưng mà kiểu thích giao lưu thế thôi. À muốn giao lưu gì này, nghe giọng là cũng hát hay lắm này. Không, cũng gọi là tạm thôi, chỉ sợ kênh chat lại chê. Ôi nhưng mà Na là kênh chat đâu đấy? Na là người ở đâu á? Na là ở Sài Gòn nhưng mà lai với lại Hà Nội á. Lai á? Ui lai lai đúng rồi, lai Hà Nội á. Đúng rồi. Đúng rồi. Ơ thế sao bảo Na người Huế, Na nào người Huế kìa. Okay. Kênh chat rồi bảo Na người Huế kìa. Ơ thế sao lại vào Sài Gòn vậy? À, nói chung là nhà Na thì ở trong Sài Gòn lâu hết rồi, Na chỉ sinh ở Sài Gòn thôi, nhưng mà ông bà thì người Hà Nội á, ông bà ngoại á người Hà Nội, cho nên là kiểu chăm Na từ bé rồi, nên là cái giọng nó cũng hơi lại bị lái sang một chút. Ê nhưng mà nghe giọng Sài Gòn mà ta nghe kiểu ừ thì đúng rồi, tức là giọng Sài Gòn nhưng mà lâu lâu kiểu hay bị lái, hay kiểu bị liệu á. Người Sài Gòn, người miền Nam hay gọi là bị liễu. À nhưng mà vẫn hay nha. Uầy, thế thế Na có muốn gửi đến mấy các bạn cháu CMT lịch sự đi. Sắp có pháo bông rồi đúng không? Tôi mất ghi chắc các bạn nhiều. Từ từ nha, để cho Na 5 phút chuẩn bị được không? Hay, à thôi 3 phút thôi cũng được. Ok. Uầy, thế chắc là phải lên ca mới chuẩn bị lâu thế. À không phải lên không ca. Không á. Tại vì cái hình bây giờ mọi người đang nhìn thấy là giao diện hơi bị lung linh đó, cho nên là ngại lên cam lắm, lên cam sợ mọi người thất vọng thôi. Ui có cái gì đâu, tôi thực ra là mình cũng làm mọi người thất vọng hàng ngày rồi, cho nên là cũng không sao đâu. Trời không ơi. Nhiễm với mọi người là nhìn mọi người nhìn thấy quen rồi thì không sao. Còn Na thì đã phải lên sống bao giờ đâu mà. Ok không sao, Na cảm thấy thích là được, không thích thôi, mình không có ép. Không biết là không khí ở ngoài Hà Nội bây giờ có đang lạnh không ạ? Ừ, cũng hơi lạnh á. Sao đây Na định ra Hà Nội à? Na cực kỳ thích đón kiểu đón Tết rồi đón xuân ở Hà Nội ấy, tại vì không khí nó se se lạnh rồi trời thì cứ quang quang mát lắm. Ừ thì cứ ra chơi thôi, nếu mà lạnh thì alo cái là mình cũng có áo mà, mặc cho đỡ ấm. Ok. Nhưng mà phải là áo của Nhím nha, chứ không phải là áo của người khác nha. À ừ, trời ơi. À. Chứ có... Ok, thế Na cứ chuẩn bị đi. Ok. Hơi ồn một chút nha, mọi người thông cảm nha. Ok, không sao. Uầy, Hương ơi. Sai chủ. Ơ, hình như là... Hello. Hình như là anh đã từng nói chuyện với em rồi đúng không? Em á? Ừ. Em đã nói chuyện với anh bao giờ đâu? À thế à? Không, anh chỉ kiểm tra em thôi, nhưng mà sao em suy nghĩ lâu thế? Đâu, em mà suy nghĩ lâu đâu, em hơi thắc mắc là tại sao anh lại nói chuyện với em. Ủa?
Anh nói chuyện mọi người bình thường mà, anh thân thiện, hiền lành, tốt bụng mà. Có gì đâu. Anh nhập với Hương nào à? À không. Trời ơi, không phải, tại hình như ở trong Discord cũng có bạn tên là Hương xong rồi để chữ W này hay sao ấy. Ê, đợt trước là cũng có nói chuyện bạn ý rồi. Đấy, nhưng mà Hương lên đây có lời gì gửi gắm đến đến anh cũng như là tất cả mọi người không? Ôi, để anh trước đi, cho anh riêng trước đi. Cho anh tham lam tí đi. Em chúc anh nhìn năm mới sức khỏe dồi dào, mau hết Covid để còn livestream với anh em và kênh chắc FA nhiều vào nhá. Ok ạ. Tiền tỷ. Anh khỏi rồi mà, anh khỏi rồi mà. Em đã thấy anh khỏi đâu, anh vẫn còn khàn khàn giọng mà. Không có nha, đấy là giọng đàn ông của anh đấy. Còn hôm qua là anh đã bắt đầu hòa nhập cộng đồng rồi, anh ra ngoài được rồi. Dạ. Em thấy trên IG anh gửi rồi. Ừ. Ôi, thế là chứng tỏ là em cũng có quan tâm anh phết nhở. Anh cảm ơn nhá. Ơ nhưng mà em có chúc gì anh đâu. Em có. Ơ nhưng mà bờ. Ừ, chúc anh thì thoải mái, nhưng mà các bạn bảo là chúc các bạn thì phải on cam này. Ê. Đâu, các bạn có bảo đâu. Có mà. Đâu, các bạn đâu bảo đâu. Đấy, các bạn bảo. Các bạn bảo là mất như giọng đàn bà mà. On cam thì tuyệt kìa, đấy, có mà kìa, đấy, 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 đấy. Đâu, em nhại lắm, em chưa make up. Em chưa make up, anh cũng có make up đâu. Trời ơi. Anh khác em chứ. Ừ, tôi không sao. Ê, nhưng mà anh tưởng ví dụ con gái nhá, anh thấy có nhiều người nhá, chỉ cần gọi là xem tí xong thôi cũng đã thấy xinh rồi, chứ chả cần phải make up đậm đâu. Make up. Nhưng mà em xem xong em vẫn chưa thấy em xinh. Cái gì cơ? Thế á? Em xem xong em vẫn chưa thấy em xinh mà. Em phải make up lồng độ. Của Donate kìa. Thì mình ngồi quay lưng lại ha ha. Ây à, kinh nghiệm thế nhờ. Thích cách anh em tuổi nhím đồng lòng mặt cười. Không, các bạn ý ấy chứ, có phải anh đâu. Đâu, các bạn có mình và anh gạ này. Không có nha. Có Dũng có, nha. Có đây đây, em comment, em đọc comment em thấy mà. Trời ơi, các bạn gạ xong rồi anh chỉ gọi là người người truyền lại thôi, truyền lại cái thông điệp đấy thôi cho em thôi. Chứ anh thì đây em đọc comment trên lát này, các bạn bảo anh gạ kìa. Anh gạ thôi. Không có nha, anh là lúc nào là cũng để tất cả mọi người tự nguyện nha, chứ anh không có gạ nha. Rồi, thế em chúc mọi người đi, em chúc mọi người đi cũng được. Mình chúc Team Chat FA năm mới sớm có người yêu nhá. Nhớ ăn 12 quả nho dưới gầm bàn nhá. Tớ cũng chuẩn bị ăn đây. Năm mới có người yêu, nhớ kiếm tiền tỷ mỗi tháng nhá. Sức khỏe cũng dồi dào luôn. Ok. Ok nhá, cảm ơn Hương nhá, cảm ơn em, chúc em năm mới thật là vui vẻ nhá, tràn ngập niềm vui hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, kiếm được tiền tỷ mỗi tháng nhá. Dạ, em kiếm được tiền trăm nghìn mỗi tháng rồi anh ạ, em cảm ơn anh. Không sao, đấy chỉ là những cái bước khởi đầu thôi. Anh tin là từ 100.000 đấy là cũng có thể nó sẽ phát triển ra thành trăm triệu. Uống nước đi mọi người. Anh tên là như thế, cảm ơn Hương nhá. Anh cảm ơn anh, chào anh ạ. À, hello mọi người, mình Thái quay lại Linh đây. Hương. Nốt bạn này nhá. Cái này là Na sẽ tự đàn, Na hát cho nên là nếu có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua nhé. Ai là tuyệt vời quá trời ơi Na ơi. Với lại là bây giờ Na đang ở trong cái phòng đang bật điều hòa 16 độ cho nên là tay hơi lạnh á. Nếu mà bấm sai hay là có cái gì sai mọi người cứ bỏ qua cho Na nha. Trời ơi, sao không chỉnh cao lên một tí? Ê, đàn thì bật cam được nha, quay đàn gầy gầy cũng được nha. Ôi, không được, tại vì ở đây không có cái gì để dựng cái điện thoại lên á, cho nên là nó sẽ bị mất tiếng nếu mà để gác lên trên cái gối hay là cái gì đấy. À. Ngày đó em đến bên đời là điều tuyệt nhất đã khiến em cười. Vì cứ như che mơ như mây bay qua trôi đi trong say. Ở đây có anh dài em thật nhỏ bé trong chiếc hôm này.
ấm hơn chăn mà còn thơm hơn hoa mà sao em nó rơi xa rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau trên tầng thượng phía bên kia dòng sông và lời chúc ấm em cho nhau là sẽ thành đôi sau vài cái xuân mong trời sẽ thương em thương anh và cho đôi mình mãi bên nhau dài lâu mãi cho dù thế gian kia còn quay trong bộn bề ta vẫn không cách rời thấy anh đứng đây rồi mắt cứ càng khóe thấy rồi còn đắm say thêm đêm em lại sợ một ngày mình rời xa nhau anh thơm vào má em này chưa kể thói nói vớ vẩn này mặt ngây ngô ra rồi còn anh thì đơn cười đây có phải để biết nhớ rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau trên tầng tượng phía bên kia dòng sông và lời chúc ấm em cho nhau là sẽ thành đôi sau vài cái xuân mong trời sẽ thương em thương anh và cho đôi mình mãi bên nhau dài lâu cho dù thế gian kia còn tay đâu tay chân đâu hết rồi nhờ ta vẫn không cách rời dù mà mặt trời không chiếu sáng trên hành tinh này thì em vẫn sẽ đi mãi mãi trái tim này dù mà đời người sau ta cắt ngang tình ta thì em xin một lần không tên nguyện yêu anh một đời an nhiên rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau trên tầng thượng phía bên kia dòng sông ngọn lời chúc ấm em cho nhau là sẽ thành đôi sau anh, vài cái xuân anh cũng yêu em vợ ông với ba thương em thương anh và cho đôi mình mãi bên nhau dài lâu cho dù thế gian kia vương quay trăm bộn bề ta vẫn không cánh rời. Ok, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Ê, lúc na hát là mình không dám nói gì luôn ấy, không muốn phá hỏng cái giây phút tuyệt vời như thế. Cảm ơn na nhiều nhá, cảm ơn na. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, cảm ơn nhiều rất nhiều. Cảm ơn na nha, khi mong là mình sẽ có nhiều dịp để mình có thể giao lưu với nhau hơn nhá, tại vì chương trình cũng có giới hạn ấy. Đấy thì chắc là cũng sắp phải kết thúc luôn thôi. Na có lời gì muốn gửi các bạn không? Na giờ cũng chúc mọi người cũng như chúc nhím, chúc kinh chất FA có một năm mới thật là bùng nổ, tiền thì vào như là thác đổ, còn tình thì tùy duyên, vậy sự tùy duyên nha, thế thôi. Ok, cảm ơn Na nhiều, chúc Na năm mới thật là rực rỡ nha. Vâng, cảm ơn cả nhà rất nhiều, cảm ơn nhím, xin chào. Cảm ơn Na. Uầy. Ôi mọi người ơi, nốt một bạn nữa thôi nhá, nốt bạn nữa thôi, chương trình thời gian có giới hạn thôi. Xin một bài siêu yêu yêu đời lần ba hô hô. Một bài siêu siêu yêu đời ở đây để anh gạ bạn này thử nhá. Đấy, nốt nốt bạn nữa rồi mình kết thúc chương trình nhá, tại vì thời gian nó cũng không có nhiều ấy. Thì có gì mong mọi người thông cảm nhá. À đây rồi. Ui, em chào anh nhí. Ui, em chào Hana nhá, trời ơi. Sao? Oh my god, em không, em đang hơi run. Ui, sao? Ý là em chỉ định giơ tay vui vui mà em không nghĩ là mọi người sẽ mời em thật. Ủa, anh mọi người nào anh mời em mà. Không phải tại vì kiểu có bao nhiêu người ở đây nhưng mà anh vẫn nhìn thấy em ấy. Giọng ngọt như mía lùi. Anh nhìn thấy mỗi em vậy à? Ừ. Ông nghe em nghe câu này điêu á. Ký giúp em đi làm về rồi nè sếp. Ủa nhưng mà em Nhưng mà ơi
À không, anh nói nốt đi, nhưng mà anh nói đây nốt đi. lần đầu tiên mình nói chuyện với nhau đúng không? Không ạ. Không á? Em nhưng mà em nghĩ là anh không nhớ đâu, tại vì cái lần gần nhất mà em được nói chuyện với anh chắc khoảng một năm trước rồi, nên là chắc là anh cũng không nhớ đâu. Một năm trước ở đâu đấy? Cũng ở trên Discord này á. Em đã từng ra xem refund đá bóng ạ. Nhưng mà lâu rồi đó, có chuyện rất lâu rồi, nếu mà anh không nhớ thì em thấy bình thường thôi, em không có vấn đề gì hết. Không, anh tự cảm thấy có lỗi hết, anh phải bù đắp cho em thôi. Em không được cảm thấy bình thường, em phải thấy anh có lỗi. Sau em phải để anh, à, bù, anh có... bù đắp cho em ấy. Anh muốn bù đắp như nào ạ? đến lúc ấy anh nghĩ đã chị. Anh nghĩ đã. Trời ơi, dạ, em lên đây là em muốn giao lưu cùng mọi người à? Em muốn hát à? Em có biết hát không? Em bây giờ anh yêu cầu gì em biết làm. Anh muốn em hát được. Anh muốn em nhảy, em nhảy được. Nhưng mà thôi. Ôi, yêu phải on cam nha. Ôi, thế nhảy đi. Tại vì mọi người hát hết rồi. Ok. Ok luôn á. Ôi. Dã man đấy chứ giờ. Em là được cộng điểm đấy nhá. Hôm trước em có xem, anh có nhớ cái hôm livestream gần nhất của anh có xem, anh có hẹn kèo với chị Ali là muốn nhảy không? Có. Anh có nhớ? Anh nhớ. Cái hôm đấy em có xem. Vỗ tay. Em có xem vỗ tay. Em vỗ có tay. Comment vài cái là nếu mà anh nhím cần một người dạy nhảy cấp tốc thì em có thể giúp anh. Ủa, em là dancer luôn á? À vâng, em là dancer bán thời gian thôi, nhưng mà em cũng biết một chút các thứ về nhảy nhót, kể cả hip hop hoặc là... Nhưng mà em theo trường phái nào? Kiểu ví dụ là có b-boy, hip hop này đấy, hay là kiểu cà hỉ đấy, kiểu gì? Ủa, em thì ra em thiên về sexy dance với lại cover K-pop nhiều hơn là pop. Thực ra là anh rất là thích cái thể loại sexy dance ấy, nhưng mà anh như là trên mạng anh không tìm được nhiều cái kiểu sexy dance đấy ở đâu, thì em có thể nhảy cho anh xem được không? Ủa, nhưng mà thôi, cái sexy dance nhiều người nhảy lắm, em thấy cái sexy dance bình thường á. Thế á, nhưng mà ý không cần phải kiểu quá đâu, chỉ cần hip hop em thấy. Ừ, ý là không cần phải gọi là quá quá sexy đâu, chỉ cần gọi là nó ở một cái mức nào đấy nó vừa đủ thôi là được rồi, cũng không cần phải quá đâu. Ok à, nhưng mà mọi người xem sexy đen mọi người cũng thấy chán hả? Thế á, thế thôi em nhảy kiểu gì em muốn được. Ê, yeah. Em có biết nhảy bài Perfect Night không? Ok. Perfect Night của Led Zeppelin đúng không ạ? Đúng rồi, anh thấy bài đấy cũng không khó lắm. Vừa đủ đẹp. Em biết nhưng mà anh muốn xem bài đấy hả? Không, anh muốn sexy dance. Kìa. Thế hai bài đi. Bài đấy với cả một kiểu gì đấy nó kiểu theo sở thích của anh một tí nữa. Trời ơi, chứ mấy kia là anh cũng có xem nhiều rồi, mấy thể loại khác anh xem nhiều lắm rồi. Anh muốn bài gì ạ? À? Để em thử xem em có biết không? Đấy, bài... bài... nhỏ sexy dance thì anh không biết nè. Ok. Thế anh thích bài gì? Anh thích một bài... kiểu... Anh bình thường anh đi học hip hop, anh không thích kiểu thể loại nó hip hop một tí ạ? À? Hay là... Bài... Hay bài, là bài... anh cảm thấy con gái hip hop... Không, hip hop cũng hay mà. Thế bài để xem là bài nào hip hop nhỉ? Bài Sơn Ca đi. Sơn Ca. Ê, của Đôn. Bài rap, em bài nhảy rap bài của Cardi B. Bài rap của Cướp Biển Cardi B đi. Giời. Em biết bài đấy không? Đấy anh, đấy thật sự. Đấy là hip hop của anh. Đấy là hip hop của anh. Ơ không phải à? Đấy thật sự là hip hop ạ. Thế bài nào em nhảy đi, trời ơi, bảo tâm huyết nhất em nhảy đi. Anh làm sao mà anh biết được? Thế sao? Đợi em xíu, để em nghĩ cái tự dưng Hài Phóc mà ơ kìa.
Cảm ơn Quang nhá. Tự dưng em chỉ nhớ những bài hát trên TikTok thôi, chứ còn ở ngoài thì em không nhớ lắm. Đầu tiên được gặp dancer ngoài đời thật. À, của đôi nhạc chép ngon nhất 2023. Cảm ơn em. Câu chuyện là vấn đề tiếp theo để tìm góc, tại vì nhảy thì nó hơi tốn diện tích. Ok, không sao, anh đợi được. Trời ơi. Anh sao anh bảo là anh sao thời gian chương trình có giới hạn mà anh lại đợi được? À ừ thì mình kéo dài chương trình ra một tí cũng được mà, có sao đâu. Ê, đợi anh một tí nha, em cứ chuẩn bị đi, đợi anh một tí. Đấy. Mình còn đi vậy đi xả luôn đi chứ, xem tí xem thoải mái, các bạn đợi tôi tí nhá. Có lúc đợi bà đi luôn. À đây này. À, có donate kìa. Sục quả lọ. Không có nha, không có nha. Lọ quả sục cái là không kịp ý chứ. Trời ơi, phải nhanh chứ. Ê, trông cái kiểu gọi là trang điểm make up kiểu này cũng tôi cũng kiểu nghĩ là bạn ý là một dancer đấy, thật. Trông cái kiểu trang điểm make up kiểu này này. Trời ơi. Ôi, cái này là em chỉ ngồi nhảy thôi à? Em tắt mic rồi. Trời, em quên mất. Em với mẹ em đang tắt mic. Đợi em xíu. Donate kìa. Là sao hả nhím? Em không biết nhảy bài gì. Hãy gợi ý đi. Em không biết nhảy bài gì đấy. Chết rồi. Bài gì thì cũng được mà. Bài gì em hay nhảy? Dừng bắt dừng. Bài bài cười xinh thế là. Để em tìm nhạc nhí. Make up xong rồi mặc kiểu mấy cái quần áo concept cái là trông mấy ngay. Cho em xin 1-2 phút để em tìm nhạc tự nhiên. Giống như idol ngay. Không nhớ cái bài đấy nó tên gì. Chết rồi. Trước khi mà cái bài gì nhỉ? Trước lúc mà em tìm nhạc thì em có thể giới thiệu với anh Nhím một chút là em học cùng trường đại học với anh Nhím. Ôi, em học cùng trường với anh á? Dạ. Em học cùng... vậy ạ? Chị vậy ạ? Nhưng mà em vâng. Sinh năm bao nhiêu đấy? Em cũng là... Nhưng mà em 2001 ạ. Ui, sao chúng mình không gặp nhau nhở? Tại vì lúc em học thì anh không học. Lúc em vào là anh bị đuổi rồi. Đúng không? Anh quên mất. Sao lại nói vậy? À đùa chứ, không phải bị đuổi. Anh bảo lưu kết quả học tập. Trời ơi. Hồi trước ở trường có mấy cái hoạt động, xong rồi mọi người cũng giới thiệu một vài cựu sinh viên nổi bật của trường ấy. Thì chắc chắn là không thể thiếu được game thủ Trần Thái Linh ngó ấy. Ôi, thật đó. Xong rồi đấy em cũng khá là tự hào. Xem anh cũng lâu, xong rồi em thấy anh được lên. Không biết á. Ui, anh được lên á? Anh không biết á. Anh không biết luôn đấy. Vâng. Ôi thật á? Bao giờ đấy? Cả anh với lại chị Trang đều. Ui. Vâng. Dã man vậy. Người là cựu sinh viên, xong rồi kiểu cũng nổi bật, có ảnh hưởng trên mạng. Thế là mọi người tại sao anh lại không biết? Anh tệ. Anh không biết đấy. Bây giờ anh mới biết đấy. Chắc phải đi học lại thôi, trời đấy. Ơi anh có nghe đến nhạc không ạ? Anh có. Thì đây là một bài nó chắc là hơi hip hop một tí, thì em sẽ nhảy bài đấy trước, xong rồi bài sau thì mọi người yêu cầu nhé. Ok. Em thấy ok. Hip hop kiểu sexy đúng không? Ok, đợi em. Vâng, đúng rồi ạ. Đây, thì anh tắt mic để em ấy nhá. Vâng ạ. Chắc là không vướng gì đâu. Mà chắc là nó sẽ bị cắt chân một tí nha mọi người xem nhé. Ôi, không sao.
Ui, có chuẩn bị ăn mặc luôn. Ủa đúng đen sơ luôn anh. Dạ đúng đen sơ luôn ạ thề. Uầy. Em làm anh hơi bị đỏ mặt rồi đấy. Trời ơi. Ơ. Thế đây chỉ là một đoạn kiểu bọn em biên với nhau tập thôi nè, nó sẽ hơi ngắn một tí nè nhá. Mọi người muốn một bài dài hơn thì mọi người phải đề cử bài cho em. À tất cả đã được biên hết rồi đúng không? Tất cả được biên hết rồi. Thôi ạ. Để cho anh bài Perfect Night được không? Perfect Night. Chắc là em biết bài đấy đúng không? Nhưng mà thật sự nhá, em ơi. Cái gì cơ? Em biết nhưng mà em chỉ biết. À, cổ đô. Em chỉ biết một cái bài gì đó hầy hầy cho căng căng coi. Em biết bài gì hầy hầy cho căng không? Ok kìa. Anh thấy đang chen em thấy đang chen mọi người thích nhảy kiểu hầy hầy ấy. Nhưng mà yeah, kiểu em mọi người phải cho em một bài chứ còn nếu mà nói nhạc như thế thì bài to té tí. Em biết bài đấy không? Ui. Em xin trân trọng giới thiệu mọi người, em thuộc cái nhóm mà biên bài đấy đó. Ui tù à anh à. Tớ nhưng mà cái bài đấy nó chỉ có thế này thôi, nó không có một cái gì cả. Mọi người em nghĩ mọi người xem hơi chán. Không mọi người thấy thế à? Vậy mà chơi vui chứ mà cái bài gì nó không có động tác mấy. Có bài em nghĩ là anh có thích nghe nhạc Hiền Hồ không? Ủa nhạc Hiền Hồ mà cũng nhảy được á? Bài khóc ở trong club đấy đúng không? Khóc ở trong. Ok. Bài đấy đi. Bài đấy thì em nhảy được. Bài đấy em nhảy được dài hơn. Chắc là hết một đoạn để khúc có hay nha, khúc hay nha. Ủa, nhưng mà em có thể đứng ra xa tí nữa không? Hay là thế là hết cỡ rồi? Ok. Có xa được tí nữa không? Hay là thế hết cỡ rồi? Xa được nhưng mà em tại vì ok. Em có cái vali ở trong phòng. Không sao, anh có vali trong phòng. Ok. Quên hết kia cái người xây đắp nền. Ôi, em bỏ kính ra không bay mất kính đấy. Ồ, ok ạ. Trời, em bị quá nhạc. Thì mọi người đợi em tí, em đang không nghe thấy nhạc cho lắm. Nhưng mà em mở nhạc to thì mọi người có bị nó bị to quá không? Không sao, nghe vừa đủ mà. Rồi anh chỉnh được nhạc mà. Hơi mất tiếng. Chắc phải đi học nhảy thôi các bạn ơi. Chắc là phải đi học nhảy thôi. Em khóc
Ờ chắc lắm. Ok chứ. Điếc vậy trời anh. Uầy. Thế... Hết rồi. Nhìn em nhảy mà anh muốn đi học nhảy lại luôn đi chứ. Tại sao anh lại không học nhảy nữa? Đâu, thực ra tại vì không có thời gian ấy. Chứ không anh cũng thích học nhảy mà. Trời ơi. Nào sắp tới sẽ học nhảy lại đấy, chắc chắn luôn. Anh chắc chưa? Ừ, chắc mà. Anh học nhảy nhá, xong rồi đồ đen với anh, battle hip hop. Ok. Rồi, cảm ơn em nhá. Em thôi em nhảy nốt bài nữa đi. Trời ơi. Hai bài nó bị cụt quá, nốt bài nữa đi à. Ba bài là đẹp này. Ơ bài gì ạ? Em biết bài à? Của đôi đít kìa. Chưa đủ hầy hầy hầy. Bài nào không nhờ, bài chịu, nào nhờ chịu. Bài nào? Em thấy mọi người đề cử 2 phút hơn hơi nhiều ấy sao ấy. 2 phút hơn. Tình giữa chúng mình lung linh tỏa nắng trong cùng khung hình để anh tung trình trai miền Tây này chúng tình đúng đỉnh. Thích em gậy miền Tây, thích là thích em gậy miền Tây. Thích em gậy miền Tây, thích là thích em gậy miền Tây. Thích em gậy miền Tây, thích là thích em gậy miền Tây. Yada 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 yada. Uầy, hôm sau 2 phút hơn cũng được. 2 phút hơn. Ok ạ. Ít là 2 phút hơn, như là nó có mỗi cái động tác hay sao nhở? Anh nhớ mang máng là thế. Hay là nó có nhiều? Đúng rồi. Đúng rồi, nó chỉ có một đoạn đấy thôi. Một đoạn, có một đoạn đúng rồi. 2 phút hơn tại mà khéo đấy, tội nhảy được nhiều, chứ. Nó không có gì cả. Đúng không? Như này đúng không? Không, nó sẽ tặng cho mọi người. Nên nếu mà mọi người thích xem 2 phút hơn thì em cũng ok. Okay. Đấy. Chắc là bài 2 phút hơn thôi. Là được rồi. Bắt em nhảy nhiều quá anh cũng hơi ngại ấy chứ. Em ok mà em bình thường mà. Được à? Được anh nhím thì khác rồi. Anh không phải là người khác. Anh à, anh à, bọc kính ra là bắt đầu nghiêm túc rồi đây. Trông khác hẳn luôn. Thần thái nó khác hẳn luôn các bạn ạ. Đúng không Phong Huấn? Anh hãy vào. Đều đều rồi, đây rồi đều. Đúng rồi, đúng động tác này rồi. Ê. Đúng động tác này rồi. Ôi, nó là chết được tuyệt vời luôn đấy chứ. Trời ơi. Cảm ơn Hana nhá, cảm ơn em. Ui. Ê, tối nay trọn vẹn là có em đấy. Là có em là tối nay trọn vẹn luôn đấy chứ. Vâng, em cảm ơn anh nhỉ. Ừ, đúng phút của em lại xuất hiện. Trời ơi, cảm ơn Hana nhá, cảm ơn em. Mong là những cái dịp sau thì em sẽ lại xuất hiện để đóng góp cho chương trình nó
nhiều màu sắc hơn với cả nó phong phú hơn nhá. Vâng ạ, em cảm ơn anh nhí. Cảm ơn Hana. Khi mà em xuống ca thì em cũng chúc anh nhí có một năm mới thật là bùng nổ, có thật nhiều sức khỏe. Chúc anh nhí luôn luôn vui vẻ. Đối với em thì mọi người chỉ cần luôn luôn vui vẻ và yêu đời thôi, mọi người sẽ có được rất là nhiều thứ. Mọi người cũng chúc anh yêu anh, nhưng mà em nghĩ là anh không cần vội đâu, nhưng mà Ok. cũng vội đấy. Ý là em Ok. Anh cảm ơn Ờ. em nhá, chúc em năm mới thật là bùng nổ, thật là tràn đầy niềm vui, thật là nhiều sức khỏe để có thể biên được thêm nhiều bài nữa. Đấy, lần sau nhỉ, Vâng. lần sau Dạ anh em. order bài Perfect Night nhé. Cho anh bài Perfect Night nhé. Ok. Ok ạ. Thì mong sẽ được gặp anh Nhím vào một ngày không xa nhé. Ok. Hẹn em vào một ngày không xa nhé. Dạ vâng ạ. Bye Ừ. bye. Cảm ơn Bye bye mọi Hana, cảm người. ơn em. Bye bye. Bye 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 bye. bye. À, có donate kìa. Anh Nhím hát một bài tặng bé được ham ạ. Cho xin một bài yêu yêu đi mỏ ó. Ơn sạc nhá, cảm ơn À, em, có cảm ơn donate Tuấn kìa. Khỉ Một nhá. buổi like thật ý nghĩa. Các bạn ơi, mình chúng mình tản giá ở đây thôi. Cảm ơn các bạn đã có mặt ở trong cái stack lần này. Đấy, thực ra nó cũng chỉ là một cái sự kiện để anh em mình tâm sự chia sẻ với nhau thôi. Cảm ơn mọi người đã dành cái ngày cuối cùng của năm này cho mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc các bạn năm mới thật là vui vẻ, thật là tràn đầy niềm vui, thật là nhiều sức khỏe, với cả mong tất cả những cái điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Năm mới anh em cứ thế thôi nhá các bạn nhá. Hẹn mọi người trong năm mới. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye mọi người, bye bye. Chuẩn bị cao đao thôi. À, có donate kìa. Chúc anh năm mới bùng nổ hơn. Cảm ơn Sơn nhé, cảm ơn em, cảm ơn Sơn. Đâu rồi, thôi được rồi, để khép cái bài này thì tôi sẽ hát tặng mọi người một bài. Bài Happy New Year Karaoke. Ok. Ui, 4 phút. Mọi người, good night. Xin chúc cho mọi nhà cùng người thân hân hoan đón xuân năm cũ đi, năm mới sang đón thêm bao tin vui nơi nơi. Một bài cao thế. Trong gió xuân an lành rộn ràng bao câu ca thắm tươi, ai cũng vui bên gia đình, chúc năm nay an khang mọi nhà. Happy New, Happy New Year, Happy New Year. Nào bạn ơi, hãy ngân lên khúc ca tươi vui, chúc cho nhau những câu yêu thương một năm mới an lành. Happy New Year, Happy New Year. Nào cùng nhau hát vang lên Happy New Year. Tết nơi nơi hãy nắm tay nhau chờ giây phút giao thừa. Tết cho mọi người. Xuân đến nơi êm đềm, trời mùa xuân xanh trong mắt em. Bao ước mơ vương ý thơ, với ước muôn xuân không bơ vơ. Xuân thắm mép môi em hồng, lòng anh mang người yêu đến đây. Trong phút giây yêu ngất ngây, gió bạt ngát muôn hoa lung lay. Gió bạt ngát muôn hoa lung lay. Happy New Year, Happy New Year. Một mùa xuân nét xuân tươi, gió xuân chơi vơi khắp nơi nơi, đón xuân yên vui, mùa xuân đến nơi rồi. Happy New Year, Happy New Year. Một mùa xuân em tung bay nhớn nhớ quanh đây, lúc xuân xanh gió trôi theo mây, tình yêu sẽ đong đầy mãi sum vầy đến muôn đời. Tôi đéo nghĩ bài cao như thế đâu anh.
Thôi, thôi, nửa bài là các bạn cũng năm được cái mới điều chúc của tôi anh rồi. Thành công hơn nữa ạ, à, yêu Ê. Anh. À, chúc các bạn năm mới thật là tràn đầy niềm vui, phải thành công hơn nữa và bùng nổ hơn nữa, rực rỡ hơn nữa nha các bạn nhé. Chúc các bạn cái quan trọng nhất là chúc các bạn kiếm được nhiều tiền và các bạn cây chất FA thì cũng có người yêu. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với tôi trong suốt năm 2023 này và chuẩn bị chưa bao chuẩn bị chúng ta chào đón một năm mới thật là bùng nổ thôi.